Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, Thiên Chúa là cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Qua phòng của Thiên Chúa và qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, giờ đây chúng ta xin đi bên Ngài những lời nguyện xin. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết tích cực làm chứng và làm môn đệ của Chúa Giêsu bằng đời sống yêu thương và phục vụ nhau. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn những nhà lãnh đạo quốc gia và trên thế giới, và giúp họ biết giải quyết những xung đột bằng sự tôn trọng, thông tình bác ái, thông cảm và chấp nhận lẫn nhau. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho các em trong cộng đoàn sắp lãnh nhận bí tích thêm sức ngày mai, được hoài ơn Chúa Thánh Thần, để mỗi ngày các em được tăng thêm lòng mến Chúa và nhiệt thành phục vụ những người yếu kém xung quanh. Xin cho cha mẹ và người đỡ đầu các em luôn là những người gương mẫu, chỉ bảo và làm gương sáng cho các em trong đời sống làm môn đệ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ luôn sống yêu thương, tha thứ và quảng đại với mọi người, để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những anh chị em đau yếu, cách riêng cho những giám mục Thoát Rao, cha phó Ismael được sớm lành mạnh. Xin Chúa chúc lành cho các anh nhân của cộng đoàn giáo xứ. Xin cho các ý thánh lễ, các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em đã qua đời, linh hồn Vicente, Agatha, Maria, Jose, Teresa, Thomas và Andre, đặc biệt cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, được sớm dự tiệc thánh nơi trời cùng với mẹ Lavan và các thánh, và các ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin đón nhận ý nguyện chúng con dâng và xin ban cho chúng con đẹp lòng Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa.